Xin được trân trọng mến chào quý anh chị em và các bạn. Hôm nay thì bên Niềm chuẩn bị bàn giao cái xe Ford Transit 16 chỗ. Xe này là mới 100% luôn nha, 2023 luôn, quá đẹp ha. Màu bạc. Và hiện tại thì công tác chuẩn bị bàn giao xe của bên Niềm cũng đã hoàn tất rồi. Đây là một số món đồ mình chuẩn bị để tặng cho khách. Bông ha, bông. Có đồ theo xe, dầu thơm theo xe, rồi chai xịt vệ sinh lớp bao da, rồi gối cổ, rồi sổ da đầy đủ. Và đặc biệt là bên cạnh là có bắp đó, bắp. Mình chuẩn bị một vỏ sách bắp, trái nào trái nấy rất là to nha, và hạt rất là đều luôn, bắp là tươi luôn. Mình đã ở trong vườn ở tại Trà Vinh luôn. Người nông dân người ta chuẩn bị lựa những trái bắp mà to chắc, chắc ăn như bắp á, rất là tươi luôn, hái trong vườn mới mang ra, bông cực kỳ đẹp luôn. Và bên cạnh đó thì khi mà mua xe ở chỗ này thì khách sẽ được tặng một đặc sản ở Trà Vinh, đó chính là dừa sáp đó. Nguyên một quầy luôn, nguyên một buồng dừa sáp luôn đó. Cho nên là quý anh chị em ở tại Trà Vinh mà muốn mua xe Ford 16 chỗ hoặc là Everest 7 chỗ ha, thì bên Niềm sẽ đây nè, tặng cho một buồng dừa sáp đặc sản tại Trà Vinh. Sẵn đây thì Niềm sẽ nói thêm luôn về mẫu Ford Transit 2023 phiên bản mới, mẫu mới nhất đó, thì sẽ có thêm cái này, cái chìa khóa. Nói về cái chìa khóa nha, chìa khóa trên mẫu mới thì rất là xịn sò nha, chỉnh điện nhìn không khác gì là chìa khóa của một cái chiếc xe hơi mà hạng sang đó. Đây là có cái chìa cơ luôn, chìa này là chống sao chép, nhìn rất là xịn sò. Có mở cửa phía sau nè, đóng mở đó. Và đèn ha, nói về cái đèn nè, đèn dãy đèn nhận diện ban ngày nè. Đèn này thì mình đi trời sương mù hay là trời mưa nhìn nó rất là sáng. Đèn chiếu sáng thì cái bóng rosette to là cái bánh bóng cầu led bự. Và bên cạnh đó thì cũng có đèn halogen luôn. Đèn cản cũng vậy luôn, đèn cản là halogen luôn. Nhưng mà cái chá này rất là sáng nha, tại vì nó xịn. Và đây thì cái chữ là Transit là cái cổng chào ha, được ma chrome sáng bóng, chanh xích, logo Ford thương hiệu toàn cầu. Là biển số rất là đặc biệt nha, cho nên là mình chưa có tiết lộ biển số. Rồi tiếp theo thì Niềm sẽ nói thêm về cái bảng điều khiển đi. Bảng điều khiển này, quay ngay vị trí này. Cái bảng điều khiển thì đây mình quay sơ bộ vậy thôi nha quý anh chị em, là rất là xịn nha. Cái màu sơn cũng vậy luôn, khá là bóng bẩy. Và bên cạnh đó thì cái màn hình giải trí này. Đó, màn hình giải trí thì có vẻ là mới hơn, sáng hơn, nhìn sang trọng hơn, có đầy đủ ha. Rồi nói chung là trên cái thiết kế mới mẫu 2023 Ford Transit 16 chỗ thì mình nhìn thấy có những điểm xịn sò hơn. Vô lăng thì cũng 4 chấu ha, cũng có ga tự động, Số thì số sàn 6 cấp nha. Số sàn 6 cấp. Đó. Rồi, bây giờ mời quý anh chị em chúng ta ra bên ngoài ha. Giờ mình ngắm nhìn sơ bộ lên. Màu bạc đó, 16 chỗ. Rồi anh em anh chị nhà xe chành xe ở tại Trà Vinh mà muốn sở hữu xe Transit 16 chỗ thì alo cho Niềm, số điện thoại 0901 114 113. Xe này một tí xíu nữa thôi là khách sẽ đến nhận xe. Và một quầy, một quải dừa luôn, dừa sáp đặc sản Trà Vinh, nổi tiếng luôn ha, nổi tiếng toàn quốc luôn. Khi mà nhắc đến Trà Vinh đặc sản chính là dừa sáp. Chốt cái xe cái là có một quầy dừa sáp luôn, bông hoa quá chừng luôn, bắp. Thông điệp mà muốn gửi đến anh chị em nhà xe chành xe chạy dịch vụ thì thông điệp của mình là chắc ăn như bắp. Chắc ăn như bắp đó. Rồi clip hôm nay thì Niềm xin giới thiệu ngắn gọn đến đây thôi. Xin được trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn những video clip tiếp theo.